Các tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ kinh phí làm nhà lưới, nhà kính. Đây là quy định tại Điều 15, Nghị quyết số 26 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, mức hỗ trợ là 80.000 đồng mỗi 1 m2, nhưng không quá 500 triệu đồng trên một hộ gia đình, cá nhân, không quá 2 tỷ đồng trên một tổ chức. Tổ chức cá nhân được hỗ trợ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: nhà kính, nhà lưới có quy mô tối thiểu 500 m2 trên hộ gia đình, cá nhân và 2.500 m2 trên tổ chức, đảm bảo kỹ thuật, phù hợp với đối tượng cây trồng, có thỏa thuận hoặc hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư.